Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 15 tháng 9 mà chúng tôi vừa cập nhật. Do ghen tuông, người chồng dùng dao chém đứt hai cánh tay người vợ. Sự việc xảy ra tại ấp 5 xã Tam An, huyện Long Thành vào tối ngày 14 tháng 9. Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Công an huyện Long Thành đang tạm giữ nghi can gây án để tiếp tục điều tra làm rõ. Bài viết chém đứt lìa hai cánh tay của vợ vì ghen tuông sau khi được đăng tải trên blo.vn đã nhận được nhiều ý kiến từ phía bạn đọc như giận quá mất khôn mà, có gì từ từ mà nói chuyện với nhau, sao lại hành động như vậy, hay phải xử thật nặng người chồng để răn đe. Từ 9 tháng 9 đến nay, lực lượng công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã kiểm tra trên 300 cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, quán ăn, massage. Công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 144 cơ sở với tổng số tiền khoảng trên 3 tỷ đồng. Trong đó, tạm đình chỉ hoạt động 35 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bài viết Bình Dương 35 quán karaoke bị tạm đình chỉ, xử phạt trên 3 tỷ đồng sau khi đăng tải trên fanpage báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc như nhiều quán vi phạm quá vậy hay gần đây nhiều vụ cháy quá nên kiểm tra những chỗ khác nữa. Cái này có ảnh hưởng tính mạng con người, cần phạt nặng vào để răn đe. Vụ cháy 32 người chết thương tâm quá, cần siết chặt để không xảy ra như vậy nữa.